Ngày 31 tháng 5 tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học báo cáo tính hiệu quả và an toàn của công nghệ hướng đích ứng dụng trong bệnh viêm loét dạ dày trào ngược. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã công bố công trình nghiên cứu mang tính đột phá của y dược học Việt Nam. Sau 3 năm nghiên cứu, các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nano và Năng lượng Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội đã ứng dụng thành công công nghệ hướng đích vào hoạt chất curcumin chiết xuất từ củ nghệ vàng trong phòng và điều trị viêm loét dạ dày trào ngược. Nhằm phát huy tối đa và hiệu quả của curcumin hướng đích, các nhà khoa học Việt Nam đã lựa chọn tế bào viên nén dạng sủi để đem lại sự nhanh nhất, an toàn nhất và phù hợp với đa số người sử dụng. Việc sản xuất thành công viên nén dạng sủi đã đánh dấu mốc sản phẩm này trở thành sản phẩm curcumin đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Các chuyên gia khuyến cáo, sản phẩm curcumin có chất lượng tốt, sẽ tan hết, không váng, không cặn và nếu ngược lại, đó là sản phẩm nano curcumin không đạt chất lượng. Curcumin dạng viên sủi sẽ kiểm tra chất lượng bằng mắt thường, dễ dàng hơn so với viên nén hay viên nhộng thông thường. Nếu viên nén, người dùng sẽ khó kiểm nghiệm bằng mắt thường, nhưng với scumafenzin, việc kiểm nghiệm chất lượng sẽ dễ dàng và trực quan. Hiện nay, sản phẩm scumafenzin đã được chuyển giao để sản xuất và đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.